Như các bạn cũng đã biết, mình đã có buổi trải nghiệm sớm cái vợt Nano Flare 700 phiên bản vừa rồi do Sun Life Việt Nam tổ chức. Thì hôm nay trên tay mình đây đã chính thức có em nó rồi các bạn nhá. Và hôm nay thì chúng ta sẽ review chi tiết hơn về em nó. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về phần ngoại hình của em nó. Ngoại hình của em nó thì sở hữu lớp sơn lì cùng cái tông màu chủ đạo là màu, mình thấy ở đây là màu tím. Còn như nhà sản xuất nói thì sẽ là màu Midnight Purple. Theo ý mình hiểu đó là màu tím trong đêm các bạn. Nhìn xa thì là màu đen nhưng mà nhìn gần ngoài trời như thế này thì sẽ là thành màu tím các bạn nhá. Và có các cái họa tiết trên cây vợt thì như nhà sản xuất ấy nói là lấy cảm hứng từ vũ trụ, tiềm năng của vũ trụ. Thì mình thấy ở đây là có các hình như kiểu là biển này, có núi này, có bầu trời này. Và cái màu sắc này nó sẽ tô điểm là cái màu sắc của hoàng hôn các bạn ạ. Thì tạo lên cho một cây vợt có cái vẻ rất là hiền dịu, rất là nhẹ nhàng và đầy mộng mơ các bạn nhá. Cây vợt trên tay mình thì hiện tại mình đang có sở hữu 4 phiên bản về thông số các bạn nhá. Thông số 4UG5, 4UG6, 5UG5 và 5UG6. Thì lần lượt khi mình đo thông số của các cây vợt thì các cây vợt có thông số như sau. Nano Flare 700 Pro phiên bản 4UG5 mình đo cây vợt có trọng lượng là 84,4g, điểm cân bằng 290mm và điểm swing là 82kg/cm². Phiên bản 4UG6 cũng có cho mình cái trọng lượng là 84,4g, điểm cân bằng 288mm và điểm swing 82kg/cm². Và phiên bản 5UG5, cây vợt có trọng lượng là 79,8g, điểm cân bằng 297mm, điểm swing 80,5kg/cm². Còn với phiên bản 5UG6, cây vợt có trọng lượng là 80,8g, điểm cân bằng 294mm và điểm swing 80,5kg/cm². Thì như các bạn có thể thấy, so 4 phiên bản thông số với nhau ấy, thì nó cũng xem nhau thôi. Có phiên bản 4UG5, 4UG6 nó cũng xem và 5UG5 và 5UG6 nó cũng xem thôi. Điểm khác biệt lớn nhất ở đây ấy, là khi các bạn lên dây cây vợt các bạn nhá. Ở trên tay mình đây là phiên bản 4UG6, khi mình lên dây cái vợt có trọng lượng là 93,6g, điểm cân bằng là 298mm và điểm swing là 87kg/cm², rất cao đúng không ạ? Thông số khác biệt hoàn toàn luôn. Cây vợt như mình đã nói ở video trước thì cái vợt này trợ lực cho người chơi không quá cứng các bạn ạ. Nó sẽ xem như phiên bản cũ thôi, không quá cứng các bạn nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đi về phần công nghệ của cây vợt. Thì cây vợt 700 Pro này thì tất nhiên sẽ được nâng cấp hơn so với phiên bản 700 thường rồi. Và điển hình ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ngay đó chính là phần EBK Plus. EBK Plus này sẽ giúp cây vợt chống xoắn vặn về phần thân này và về phần mặt vợt sẽ ổn định hơn cho người chơi. Tiếp theo đó nữa là trên cây vợt có công nghệ Zero Filter. Cái công nghệ này sẽ giúp giảm zoom gấp 6 lần. Gấp 6 lần các bạn nhá, giúp cây vợt tăng cái độ ổn định hơn, giảm chấn, sẽ giảm chấn và giảm rung khi mà các bạn tiếp xúc cầu chuyển vào tay sẽ giảm rung tốt hơn, giúp các bạn ổn định hơn và linh hoạt hơn trong quá trình thi đấu các bạn nhá. Ngoài ra chúng ta không thể không nhắc tới những cái công nghệ quá quen thuộc và cao cấp của nhà Zonex cho dòng vợt Nano Flare rồi. Công nghệ Sonic Flare System này, công nghệ Super High Module Graphite và vật liệu M40X, vật liệu cao cấp trên cây vợt, và công nghệ Super Slim Sharp. Đó, rất nhiều công nghệ giúp cho cây vợt tăng cái độ ổn định hơn và cây vợt năm nay chúng ta sẽ cái độ giảm rung, giảm chấn của nó tốt hơn các bạn nhá. Tóm lại ấy, thì cây vợt này mình đã trải nghiệm rồi. Cây vợt này có cái lối chơi là toàn diện, kiểm soát điều cầu và linh hoạt trong mọi đường cầu các bạn nhá. Phòng thủ phản tạt thì khỏi phải nói rồi. Đó, thì cái vợt này sẽ phù hợp cho mọi người chơi, kể cả các bạn mới chơi các bạn có thể chơi được em nó. Mặc dù là dòng vợt cao cấp nhưng mà nó được kế thừa lại từ 700 cũ, rất dễ chơi. Thân không quá cứng, mượn lực cái vợt cũng dễ dàng thôi các bạn ạ. Cái vợt này các bạn cứ thoải mái thôi. Giá thì của em nó thì chỉ có bao nhiêu ạ? 3.729.000, được tặng dây căng theo yêu cầu, tặng quân cán, bao đơn đi kèm và bảo hành 3 tháng của nhà sản xuất các bạn nhá. Anh ơi, có nhiều bạn hỏi là so sánh với cả 700 thường ấy thì hay là anh so sánh luôn không? Video này ở đây cũng dài rồi ấy, các bạn. Hẹn các bạn vào video sau nhá. Mình sẽ ra sân và trải nghiệm thực tế hai cây vợt và sẽ so sánh chi tiết cho các bạn nhá. Còn bây giờ, bye bye.